Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái HP Elite X2G4. X2G4 thì hôm nay nó về lại á mọi người, và cũng có chỉ có con này thôi. Nhưng máy này thì nó mình sẽ quay cho mọi người xem cái ưu điểm, cái nhược điểm của cái này và mình báo giá nha. Và máy thì kèm bút zin như thế này ha, bút của HP, bút này là bút sạc luôn, zin của cái dòng X2G4 này nha mọi người. Đây, dòng X2G4 nó là cấu hình i5 Gen 8, nhưng mà G3 thì cũng là Gen 8, nhưng G3 là nó xấu hơn cái này mọi người, nó dày hơn, nó bự hơn, viền không có full bằng. Như thế nào tí nữa mình sẽ quay rõ ràng. G4 thì cam sẽ rõ hơn và lồi ra. Đó. Dòng này thì nó rất là hot luôn, thực sự là rất là hot, tại vì rất là nhiều khách đặt, nhưng mà về thì nó lại ít lắm, nên mình sẽ quay rõ ràng chi tiết nha. Đầu tiên á, là cái phần vỏ ở ngoài á, thì vỏ nhôm tương đối sạch đẹp, tương đối đẹp ha, phù hợp với lại ai mà văn phòng làm việc rồi đó, hay đi công tác, đi gặp gỡ khách hàng bạn bè thì mình thấy cái này là nó đẹp, nó sang, nó gọn nè mọi người. Bên này cũng đẹp nha, góc cạnh đồ đẹp, full nhôm hết. Cái dòng này là loa nghe rất là hay luôn mọi người, thánh thót đã lắm. Sạc là sạc zin tai si ha, hai ba cái tai si luôn, hai tai si sấm sét này, sạc zin tai si hết. Chất lượng khi mà mọi người mà muốn dựng ra để mà làm việc thì như thế này. Rồi mình mở cái phần phím ra đây ha, rồi gạt lên cái phần phím. Phím thì có led phím rồi đầy đủ nè, rút ra nhẹ nhàng nha mọi người, đừng có cầm giật, tại giật nó sẽ hư, nó nhanh hư, nó không bảo hòa quản được cái hàng hóa của mình thôi. Bất kỳ cái nào cũng vậy, vừa HP tablet như là Dell hoặc là ThinkPad hoặc là một số dòng Surface cũng vậy, mọi người gỡ ra nhẹ nhàng, nó hít với nhau bằng 500. Cái phần phím thì đây, full nhôm Elite X2 đây ha, đẹp. Phím thì ở ngoài là da chữ HP nè, mọi người thấy cái chỗ mấy cái cạnh này thì nó cũng có hơi mòn. Tí nữa mình phải quay rõ hơn cái phần phím này, thì mình quay bên này đi. Đây mọi người nhìn thấy cái mẫu nó tràn viền, nó full, nhìn rất là đẹp, rất là gọn luôn. Cấu hình đúng là nó chỉ thua mỗi X2 G8 thôi, chứ còn về nói về mấy cái dòng mà tablet là cái dòng này là khá là đẳng cấp. Elite X2G4 i5 8265, i5 Gen 8 nha mọi người, RAM 8GB, SSD là 256GB. Đây, để cấu hình zin option của nhà sản xuất nó như thế này, không phải là cứ là cấu hình cao, cứ là phải là máy to mới là đắt tiền đâu mọi người, mà những cái dòng như thế này, những cái dòng này là dòng cao cấp, được gọi là người ta sản xuất những cái dòng mà cao cấp để đôi lúc văn phòng hay này kia, vừa đẹp về thẩm mỹ vừa sang trọng. Mấy cái dòng này là nó cấu hình nó không có cao lắm, nó chỉ vừa văn phòng thôi, nhưng mà giá thì nó cao đó. Bút cảm ứng ok mượt mà nha. Ở đây nè, bút thì mọi người gỡ vô cái này nè, sạc tùy vào cái mỗi cái dòng bút, cái dòng X2 thì là nó như thế này đó, bút sạc thôi. Sạc thì có cái sạc tai si kiểu máy thì mình sạc cho bút được. Cái độ phân giải màn hình nó là 3K nha mọi người, 3000 nhân 2000. Cái size mới, đời mới bây giờ là nó không có còn wide nữa, mà nó vuông vuông như thế này, cũng giống như dòng MacBook đời mới hoặc một số dòng tablet khác, 2000, 3000 nhân 2000 mọi người, là to rộng để đảm bảo cho mình thấy được tràn cái khung hình luôn. Màn thì nhìn nó rất là đẹp mọi người, khi mà mình tắt máy trên cái nền đen, khi mà mở máy là bình thường hết, rất là đẹp. Tắt máy trên cái nền đen, trên mọi nền nó là nó đều đẹp hết nha mọi người, chỉ có là đen thôi thì mình nhìn thấy như thế này, mọi nền là rất là đẹp luôn. Đây mọi người, trên nền đen mọi người thấy là nó hơi quằn quằn quằn, nó hơi quằn quằn nha, trên đen thôi. Đó là khi mà mình tắt máy thì vậy, còn lại là bình thường hết, mọi màu khác là rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn, nó chỉ vậy thôi mọi người. Và hoàn toàn là không có ảnh hưởng gì tới màn hay gì hết. Nó thỉnh thoảng cái X2G4 này nó hay như vậy, còn lên mọi nền rồi là mọi người thấy là đẹp tuyệt vời luôn. Chỉ khi là mọi người ví dụ như mình tắt máy hay gì đó, thì mình gọi là mình không có sử dụng máy thì mình mới thấy vậy thôi. Mình nhìn nghiêng mình mới thấy nha mọi người, nhìn thẳng là không có thấy, không hề ảnh hưởng gì hết tới chất lượng của mình sử dụng, không sao hết. Đấy. Cái nhược điểm của cái này là như thế này, không phải là đó mà đây là ở cái phần phím. Phím này là phím rồi nhận ok hết toàn bộ, nhưng mà cái chuột này á thì nó không có ăn.
Nó bị là như vậy, nó bị là mọi người có thể xài bút hoặc là xài tay, mình xài với máy tính bảng, mình sử dụng cái này như một cái bàn phím thôi và nó không có chuột. Mọi người có thể kết nối chuột Bluetooth hoặc chuột không dây, chuột như thế nào đó để mình xài ha. Đương nhiên là mình báo cái giá thì sẽ là giống như là không tính tiền cái phím luôn á mọi người, tại vì phím này thì phím rời được mà mình có thể đổi phím, nhưng mà tại vì mình thấy phím cũng đang sử dụng mọi này là hoàn hảo, chỉ có mỗi cái thằng chuột này là mình cào không thấy ăn thôi, cho nên là sẽ báo cái giá là cực kỳ tốt, giống như là trừ cái tiền phím, giống như là tặng không mọi người cái phím này để mọi người sử dụng, vừa làm cái tấm gọi là cái tấm da mà che cái tablet của mình, nó vậy đó ha. Mà mình báo giá mọi người cái con X2G4 này là giá 6 triệu rưỡi ha. Mọi khi mà nó đẹp, có nghĩa là cái phím rồi nó không có bị chuột không có này kia đó, thì mình bán 7 triệu 9 đó mọi người. Video trước đó trước đây như, cỡ 4 tuần là như vậy ha. Ở này thì nó có lỗi như vậy cho nên còn 6 triệu rưỡi thôi. Ai chốt thì inbox mình. Máy thì kèm bút mà tác như thế này và sạc pin. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình ha. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình. 6 triệu rưỡi nha mọi người.